Rồi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay chia sẻ đến em một cái món đồ nó nhìn nó rất là lạ ha. Thật tới ra em cũng chưa biết nó là cái gì luôn. Thì thấy nó hay thì mình mua thôi. Chia sẻ cho anh em nào trên kênh đã xài rồi hoặc là đã biết, đã sử dụng rồi thì đang cần thì alo mua về để mình làm công việc ha. Còn ngoài ra máy này thì chắc em nghĩ bên Nhật nó khoan khoan cái gì em chị. Đây nó có mũi này. Rồi tiếp tục chuyên môn nha anh em. Nãy giờ mưa quá phải chạy vô nhà. Con này thì anh em nào cảm thấy phù hợp thì anh em mua về làm ha. Đây, đây là cái mũi khoan nè anh em. Đó, mũi khoan. Cái khoan này thì em nghĩ nó chạy lên chạy xuống nè. Đó, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Nó có hai cái ti đẩy trong nè. Đó, thấy không? Hai cái ti đẩy. Cái này nó chạy toàn bộ bằng hơi hết nha. Hơi hết. Nhìn cái hệ thống nó rối đầu quá anh em. Đây. Bên này một hệ thống, bên kia hình như bên kia cũng một bộ luôn. Đúng rồi. Đây. Trong này nữa nè. Hàng Echo. Nó na hai cái bình nén khí hai bên nè anh em. Một cái bình này nó dài khoảng tầm hơn 1 mét. Hai bên hai cái cặp thông ha. Này như làm gì ta? Gieo hạt. Hình như giống cái máy mà đi gieo hạt, hình như hạt nó đổ trong này là đúng anh em. Em thấy cái bình này bình nhựa nè. Đó. Đúng. Chắc nghĩ máy gieo hạt anh em. Chọt lỗ thả hạt. Còn găng tay của Nhật luôn. Còn cái bình luôn nè. Trong này nó có một cái đầu nén khí nha. Đây. Cái đầu này. Đó. Cái đầu này là để nó nén khí nó bơm vô. Nó chứa hai cái bình. Hai cái bình rồi. Nó chia ra những cái hệ thống ha. Nó chạy toàn bộ là bằng khí hết. Chạy toàn bộ là bằng hơi hết luôn á. Đằng trước đây nó có hai cái chân vịt nè, hai chân trống để trống nữa nè. Chạy bánh xích ha, xích còn rất là đẹp. Con này chạy máy dầu L60, công suất 6 ngựa có đề luôn. Đó, vừa đề vừa giật, số là 2 tiếng một lùi. Những cái hệ thống nó chỉnh hết trên này bằng hệ thống điện. Con này thì anh em nào mua về dọn làm theo đúng công việc của mình thì em bán cho anh em giá 20 mấy triệu ha. Hai mấy triệu bán tại cửa hàng cho anh em mua về làm gì làm. Vì em thấy nó hay hay mua về nghiên cứu thôi. Nhưng mà đang tính rớt cái bộ này ra để làm một cái máy bơm hơi di động. Tại vì trong này nó có một cái đầu nén hơi nè. Đó, anh chị thấy không? Đó, nén hơi dây nó ra cái bình. Ra cái bình này nè anh em. Đó, cái ống nè. Đó, nó vô cái bình này nè. Rồi nó truyền qua cái bình kia là nó chứa hai bình hơi á. Nó na hai bình hơi đi. Này đầy tự tắt nè, tắt tự động nè. Máy dầu L60. Xích ok. Con này về mình sử dụng việc gì đó, còn không rớt cái bộ này ra làm một cái việc khác, làm một cái nén hơi cố định tại chỗ. Còn cái xe này làm một cái thùng gác lên, làm một cái xe rù chở đồ. Rất là tuyệt vời luôn.